Anh em có tin được hay không, một chiếc laptop đẹp như thế này lại được trang bị cấu hình cực kỳ là khủng long i7-11800H đi kèm với RTX 3060. Với cái cấu hình khủng long như thế này thì Dell Inspiron 16 Plus ấy không có cái tác vụ gì có thể làm khó được nó. Nhưng mà hôm nay ấy, thì mình sẽ làm những cái cực kỳ nặng, như kiểu là render video 4K với cái suộc lên đến là 42GB và test game từ nhẹ đến nặng nhá. Và trên một cái đế tản nhiệt, đó mới là cái điều quan trọng. Cảm ơn anh em đã đến với video này, mình là Đại Công Nghệ. Để cho cái video này công bằng nhất, mình đã đầu tư một chiếc đồng hồ có thể đo được nhiệt độ. Và môi trường lúc này của mình là 26 độ C trong phòng điều hòa. Về cấu hình thì với Core i7-11800H nó sẽ có là 8 x 16 luồng, xung cơ bản là 2.3 GHz. Ở cái thời điểm hiện tại thì nó vẫn rất mạnh. 7610 sẽ có RAM 16GB Dual Channel, bớt 3200, SSD 1T, card on UHD Graphics và cuối cùng là card RAID RTX 3060 với 6GB RAM. Một lưu ý nhỏ nhỏ là Dell Inspiron 16 Plus nó chỉ có cục sạc là 130W thôi. Với cục sạc này, công suất tối đa của con 3060 mình đã test được là 65,6W, cho ra mức FPS là 90 với độ phân giải Full HD. Một con số chỉ nằm ở cái mức trung bình. Trước tiên để đến với tựa game Genshin Impact thì mình đã đo nhiệt độ cả cái con máy luôn nhá. Phần bàn phím ban đầu đang là 44 độ ở cái chỗ mà chúng ta chơi game, còn ở trên cùng gần với cái màn hình nhất ấy lên đến tận 51 độ C, gió thổi ra là 48 độ. Phải nói là con máy này khi mà chưa có đế tản nhiệt ấy thì cực kỳ nóng. Mức đồ họa thì mình cũng chọn là cao và độ phân giải 3K luôn, chơi thế cho mấu. Chưa nói nó chơi mượt hay không nhưng mà rất đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp. Màn có 16 inch mà 3K. Với cái đồ họa như thế này thì khi mà chơi game anh em thấy FPS nó sẽ dao động rất là nhiều, từ 41 đến 60. Tuy là gió thổi ra nên đến tận 49 độ C nhưng mà anh em thấy CPU và GPU nó báo rất là thấp luôn, chỉ khoảng 72-73 độ. Mức tiêu thụ cũng không hề thấp nhá, là 20 và 58W là thông số nhiệt độ lý tưởng trên những chiếc laptop rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử để lên một cái đế tản nhiệt xem là cái hiệu năng của nó, cái mức mạnh nhất ở trên chiếc laptop này nó như thế nào. Nhiệt độ thì nó đã giảm từ 5 đến 10 hoặc thậm chí 15 độ C rồi. Trong khi đó thì cái mức TDP nó lại để cao lên. Nhưng cái phần FPS thì mình thấy là nó cũng chỉ khoảng 1 đến 2 khung hình thôi, khó có thể nhận biết được. Chủ yếu là cái trải nghiệm chơi game thì bây giờ bàn phím nó rất là mát, nhiệt độ gió thổi ra chỉ là 39, 38, 39 độ C thôi mà. Và chơi thì nó vẫn có khựng lag, FPS thấp nhất vẫn xuống tận 40. Cái chi tiết của độ phân giải 3K ấy thì nó rất đẹp rồi, nên là mình sẽ chuyển về cái đồ họa trung bình xem chơi có mượt hay không. Thì đúng là chơi mượt hơn thật. FPS thì nó dao động gần như là sẽ toàn 5x và 60 thôi, anh em chơi sẽ cực kỳ là phê. Sang với liên minh huyền thoại, setup độ phân giải màn hình là 3K, đồ họa ở cái mức cao nhất. Số khung hình đạt được anh em có thể nhìn thấy rất là cao luôn, 240 FPS, còn thấp nhất thì mình thấy là 160. Với đế tản nhiệt này thì nhiệt độ của CPU và GPU cực kỳ là thấp luôn, 67 độ C, đến cái nhiệt độ gió thổi ra cũng chỉ là 39 độ C. Mình phải nói nó chơi rất ngon, bởi vì anh em nhớ nhá, đây là độ phân giải lên đến 3K. Trong quá trình chơi thì cả con máy nó chỉ ấm lên một chút thôi. Sang đến cái tựa game cực kỳ nặng, AAA luôn, đó chính là God of War. Thì mình đã để đồ họa là Ultra nha anh em, độ phân giải màn hình vẫn là 3K. Phải nói là chơi 3K trên một con máy không phải gaming thì anh em biết là nó kinh khủng như thế nào rồi. Phần DLSS thì mình có bật Ultra Performance, FPS sẽ dao động từ 46 đến 75 và nhiệt độ máy thì cực kỳ mát, anh em thấy không? Chỉ khoảng 55 và 62 độ, có khi anh em sờ vào giống như kiểu là không chơi game ấy chứ. Đến với những tựa game AAA như thế này thì điểm mạnh ở trên Dell Inspiron 16 Plus ấy, nó mới khai thác tối đa, màn 3K, độ chuẩn màu cao cực kỳ đẹp, anh em nhìn thì rất là phê luôn. Với con Spider-X ở đây thì mình đã đo được thông số màn hình cực kỳ là ấn tượng anh em ạ. Chúng ta sẽ có là 99% sRGB, 81% Adobe và 84% B3. Độ sáng của nó là 315 nit ở cái mức trung bình, cũng như độ tương phản rất cao 1310:1. Và cái độ tương phản này chỉ cần anh em để cái mức sáng cực kỳ thấp là 25% thôi, nó đã lên đến 1120:1 rồi. Nghĩa là khi mà anh em sử dụng trong cái điều kiện tối, anh em để mức sáng thấp thì độ
màu sắc nó vẫn rất chuẩn. Cuối cùng là độ sai lệch màu sắc chỉ là 0.87 dưới 1. Quá tuyệt vời nếu anh em nào muốn chỉnh sửa hình ảnh trên chiếc màn hình này. Mình có kiểm tra thêm cái khả năng xuất hình thì đây là một cái ưu điểm. Khi chiếc laptop này có thể xuất hình ảnh trực tiếp qua cạc lời 3060, anh em hãy để ý cái dòng là Display 2. Nếu ở đây là render ấy, sẽ không xuất hình được. Hiện tại thì anh em đang thấy được là cái phần mềm Adobe Premiere Pro 2023. Mình đang dựng video trên một cái suộc kích thước lên đến là 42GB và độ phân giải là 4K nhé. Quay bằng Sony A6400. Trong quá trình preview xem ấy, thì nó cực kỳ là mượt nếu mà không qua những cái hiệu ứng và một số cái effect nó nhẹ nhàng ấy, thì cái con chip 11800H này nó vẫn cân rất là tốt. Chỉ khi mình sử dụng những cái effect này, những cái gọi là búp búp ra nó quá nặng thì nó mới hơi bị đơ đơ một chút thôi. Ưu điểm của con máy này thì mình thấy là dựng video ấy, nó không nóng đâu. Khi mà mình sử dụng ấy, thì nó mượt này, nó không nóng, gió thổi ra chỉ 41,3 độ C thôi. Có thể là nó không quá mạnh bởi vì lúc này đã bị gọi là giảm hiệu năng cho ăn ít điện đi. Nhưng bù lại nhiệt độ của nó thì rất là mát. Quá trình chỉnh sửa video ở trên laptop này thì rất là tuyệt vời. Cuối cùng là đến cái công đoạn render video, anh em thấy này, cái thuộc video đầu ra nặng đến tận là 16GB, 4K và 60 frame. Cái điều mình quan tâm lúc này là nhiệt độ của CPU và GPU nó sẽ điều tiết như thế nào. Sau khoảng tầm 1 đến 2 phút ấy, thì cái nhiệt độ của CPU nó có thể lên cao nhất là 96 độ C với cái mức TDP là 53W. Mình đánh giá cái con số này ở cái mức trung bình chấp nhận được với một chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này. Nhiều con nhá, nó toàn 100 độ C thôi, kể cả laptop gaming của Dell như con 5520. Và không phải lúc nào nó cũng lên tận 96 độ C bởi vì trong khi render những cái khoảng thời gian mà nó không sử dụng CPU ấy, thì trung bình nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng 70 đến 80. Với HVK monitor thì mình đo được nhiệt độ cao nhất là 68 độ C, ăn 70W đối với cái con 3060 này. Một nhiệt độ khá lý tưởng đúng không? Với một chiếc laptop mỏng nhẹ, VRAM ấy nó chỉ ăn 4,1 trên 6GB thôi, đáp ứng thoải mái cái nhu cầu anh em dựng video 4K. Có thể thấy là ở cái thời điểm này thì những trang bị ở trên chiếc laptop bên cạnh mình đây không hề yếu. Điểm yếu mà mình nhận ra sau cái quá trình test này đó chính là cái phần điện năng tiêu thụ của cái con card RAID nó quá ít. 3060 chỉ ăn được 60W thôi nên là nó hơi yếu, anh em có thấy vậy không? Và quan trọng hơn nữa là nhiệt độ nó không hề cao một chút nào cả. Nhưng nếu anh em không try hard quá nhiều game AAA thì những cái đồ họa từ cơ bản đến nâng cao nó đều đáp ứng rất là tốt. Giá của chiếc laptop Dell Inspiron 7600 này đang cực kỳ rẻ ở laptop TC. Cái link mua hàng cho anh em quan tâm mình để ở phía dưới nhá. Nếu mà thấy hay thì hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.